22 天, ngày thứ 22. Hãy nghe và nhắc lại cách hỏi. Bạn là người chỗ nào ở Trung Quốc? 你是中国哪个地方的人? Nǐ shì zhōng guó nǎ ge dì fāng de rén. 你是中国哪个地方的人? 你是中国哪个地方的人? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cũng vậy. 也是. Nói tốt lắm mà. 说得挺好的. Học ở đâu? 在哪儿学习? Dạy mình. 教我. Ừ, ok, quyết định vậy nhé. 好,一言为定. Người Hà Nội. 河内人. Nhà mình chính là ở gần đây. 我家就在附近.